Hello, chào các bạn. Giới thiệu các bạn đây là bộ combo đồ chơi media dành cho các anh em mới tập chơi, mới tập làm vlog. Vâng, đầu tiên là cái iPad Pro, rồi iPhone 15, rồi bộ micro không dây Google 12, rồi húp cắm thẻ nhớ Leica Mini 4 Pro với tay cầm RC2 có màn hình các bạn. Vâng, và điều thú vị là tôi thích nhất cái bộ micro không dây kìa. Bộ micro Lucco không dây. Đó, nằm bên phải á. Hello, chào các bạn. Chúc các bạn sáng thứ bảy cuối tuần vui vẻ. Vâng, video ngày hôm nay tôi sẽ mở hộp và unbox review cho bạn xem một cái micro mới của hãng Lucco các bạn. Đây, đây là cái hộp. Đó, và đây là cái nóc. Đó, bên trong này là mình sẽ có hai cái mic và một cái receiver. Đó, thì những âm thanh mà các bạn đang nghe hiện tại bây giờ là chính cái mic này. Đó, đang đeo cổ áo đây các bạn. Đó, có gắn một cái bông lọc gió. Bây giờ mình test mic nha. Mình lấy bông lọc gió ra này. Đó, mình vuốt thử. Gõ. Thổi. Đó, mic đang hoạt động các bạn ha. Tôi đang sử dụng cái mode là màu xanh biển. Màu xanh biển tức là đang thu âm thanh mộc. Đó, không có lọc ồn nha. Do ở phố đi bộ bây giờ đang là có rất nhiều gió, cho nên tôi sử dụng cái bông lọc gió này. Đó, để mình kháng gió, bớt được cái tiếng vù vù của cái bông. Đó, ví dụ như không có bông nè, mình thổi nè. Đó, mình sẽ nghe tiếng phù. Nhưng nếu như mình gắn cái bông này vào đây thì nó sẽ giảm hẳn đi, không có nghe à. Đó, 4 5 6 7 8 9 10, 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1. Đó, bây giờ mình sẽ đeo nó vào, tôi sẽ đeo nó vào cái cổ áo ở đây. Đó, và test sóng và âm thanh cho bạn nghe. Hình ảnh các bạn đang xem là bằng cái camera trước của con iPhone 15 Pro Max các bạn. Đó, iPhone 15 là có cổng Type-C các bạn ha. Đó, thì cái bộ này là giao tiếp bằng cổng Type-C. Âm thanh từ đầu video đến giờ là các bạn đang nghe bằng cái mic Lucco này các bạn ha. Đó, bây giờ mình đi xa ra này. Đó, thì khi mà các bạn làm review, đó, tôi xoay người lại để các bạn thấy khi mà nó vướng cơ thể của mình thì tiếng nói nó không có bị ảnh hưởng gì nha. Đó, mình đi xa. Đó, tôi nấp đằng sau gốc cây. Vâng, tôi nấp đằng sau gốc cây để cái cây này nó che cái anten, cái sóng của mình, để xem coi có bị mất sóng hay không. Đó, mình lú ra này. Đó, xoay người lại luôn. Đó, và mình đi lòng vòng. Đó, thì thường là mình quay vlog mình sẽ quay cho khoảng cách như này là xa nhất rồi các bạn. Đó, không thể xa hơn nha. Xa hơn thì nó là vô nghĩa thôi. Đó, tôi đang đứng ngoài đường rất là ồn luôn. Xe chạy ngoài đường này ao 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 ao. Đó, mình nấp thử sau cái xe coi nó bị mất sóng các bạn ha. Vâng, tôi đang nấp đằng sau cái xe để coi nó có mất sóng mà bị rọt rẹt hay không. Đó, thì đó, bây giờ tôi sẽ đi thử xem con nó xa được bao nhiêu các bạn ha. Đó, mình xuất phát từ đây và đi. Ok, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30. Vâng, tôi đang ở khoảng cách 30 bước chân. 30 bước chân nè. Đó, và xoay người lại đi tiếp. 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40.
41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50. Vâng, đây là khoảng cách 50 bước chân và không có vật cản các bạn. Không có vật cản, tôi xoay người thử nha. Đó, bây giờ là thân người của mình đã che cái mic thì tiếng nói còn ok không? Đó. Vâng, tôi nghĩ rằng là ở cái khoảng cách 50 bước chân như thế này thì là quá là ok rồi. Tôi nấp đằng sau cái bụi các bạn. Đó, khuất sau bụi cây thì tiếng nói các bạn nghe còn ok không? Vâng, con này, cái mic này có thể điều chỉnh cái mức gain được 6 level, tức là 6 cấp, 1, 2, 4, 5, 6. Và hiện tại bây giờ mình đang ở ngoài trời. Đó. Thì tôi để mức level 6 là mức tối đa các bạn. Tôi đi 50 bước chân thì mỗi bước là khoảng độ 7, 0,7 mét. Thì với khoảng cách như vậy tôi nghĩ là rất là xa rồi. Thì các bạn thấy chất lượng âm thanh như thế nào? Đó, có ổn khi mình làm vlog hay không? Hello các bạn. Vâng, đây là cái iPhone 15 Pro Max này, có gắn micro đây. Và bây giờ hình ảnh các bạn đang xem là của cái iPhone 14 Pro và không có sử dụng micro, mình thu trực tiếp từ thân máy. Thì đây là một cái so sánh để các bạn thấy khi mà mình không sử dụng micro thì tiếng ồn bên ngoài nó như thế nào ha. Đó, đây là cái mic này, cắm vào rất là gọn, mặc dù tôi có sử dụng cái ốp nhưng không ảnh hưởng gì. Đó, đây cận cảnh bên trên đây là mình có cổng tai si để sạc này. Đó, nút tăng chỉnh âm lượng ở đây. Đó, sau lưng đó tôi có sử dụng cái ốp. Âm thanh các bạn đang nghe là đang thu trực tiếp từ con 14 Pro Max các bạn ha, không có sử dụng micro, để các bạn tiện so sánh trong cùng cái môi trường nãy giờ. Đó, mình không sử dụng micro thì nó ồn như thế nào. Đó, và đây là cái bộ mà nãy giờ tôi đang sử dụng qua. Đấy, đây. Rất đẹp. Đó, đây chính là cái bộ combo mà nãy giờ tôi đang review cho bạn xem đây. Âm thanh hiện tại là đang thu trực tiếp từ con iPhone 14 Pro, không có sử dụng micro. Và lợi thế của nãy giờ là cái khoảng cách nó rất là gần của mình á, chứ nếu mình đi ra xa là thua liền luôn á. Bây giờ đang là ở cái mode màu xanh biển, là không có lọc ồn, là cái âm thanh nghe là nó trung thực và nó là mộc nhất. Còn bây giờ mình không biết gì cả, mình muốn lọc ồn, mình muốn lọc ồn, tôi bấm cái nút bên hông này một cái. Bấm. Vâng, đã bấm rồi các bạn. Nó chuyển qua màu xanh lá cây ha. Chuyển qua màu xanh lá cây. Đây là chế độ lọc ồn tự động. Thì khi mà lọc ồn như thế này nè, thì cái tiếng nói của mình có thể nó hơi méo mó một chút, do nó xử lý, nó tách cái lời nói của mình với lại âm thanh môi trường xung quanh. Đó, các bạn thấy khi bật lọc ồn thì nó có khác nhiều hay không? Rồi, mình tắt lọc ồn nè. Bấm. Vâng, bây giờ là đang không lọc ồn. Đang không có lọc ồn các bạn. Tôi im lặng vài giây để các bạn nghe âm thanh môi trường. Đó, các bạn có nghe tiếng nói của kế bên không? Vâng, đã chuyển qua lọc ồn các bạn. Chuyển qua lọc ồn. Đã chuyển qua lọc ồn. Rồi mình test mic một lần nữa. Vuốt. Gõ. Thổi. Đó. Gắn bông lọc vào, gắn bông chắn gió vào. Và mình đeo ở vị trí này. Vâng, các bạn đeo mặc áo sơ mi, nên mặc áo sơ mi để cái khoảng cách nó gần cái miệng của mình hơn. Chứ còn nếu các bạn mặc áo thun mà nó trễ ở bên dưới á, thì nó càng xa thì càng bất lợi ha. Đó, đang bật lọc ồn. Kiểm tra lại coi, đúng rồi. Đang bật lọc ồn màu xanh lá cây. Đó, mình test thử một đoạn lọc ồn này. Tôi đã bật lọc ồn và đi xa ra máy khoảng 5 mét. Đó, và xoay người. Thì âm thanh môi trường như thế nào và tiếng nói của mình ra sao? Vâng, tôi đi ra sát ngoài đường ngoài này. Đó, ngoài này xe chạy nha. Xe chạy rất là nhiều, rất là ồn. Đây là cái môi trường thực tế khi mà mình quay vlog ở ngoài đường. Ok, bây giờ tôi bỏ bông lọc gió ra. Thì các bạn thấy sau khi mình bỏ lọc gió
thì có bị ảnh hưởng bởi tiếng gió bên ngoài hay không. Khi không có một gió, rồi mình tắt chế độ lọc ồn. Ok, đã tắt chế độ lọc ồn đúng không ạ? Và đây là âm thanh mộc, không có xử lý hoặc là có xử lý rất là ít ha. Cái level tôi đang để là cấp 6 là mức lớn nhất. Bấm một cái. Vâng, bây giờ là đang là âm thanh, bây giờ đang là mức 5. Mức 5. Bấm một cái. Vâng, bây giờ âm thanh đang là mức 4. Mức 4. Bấm một cái. Bây giờ âm thanh đang là mức 3. Mức 3. Bấm một cái. Bây giờ âm thanh đang là mức 2. Mức 2 các bạn. Bấm một cái. Bây giờ cái gain, cái volume của nó đó đang là mức 1. Bấm một cái. Đó, vâng, mức 1. Đang ở mức 1 các bạn ha. Đó, mình đeo vào đây. Vâng, tôi đang để cái level là mức 1, là cái mức thu tiếng nhỏ nhất các bạn. Thu tiếng nhỏ nhất thì các bạn thấy có thể sử dụng được không? Đó. Khi mà mình để thấp thì về nhà mình chỉnh nó lên thì nó dễ hơn. Là mình chỉnh cao quá thì nó vỡ. Ơi mình chỉnh về mức trung bình các bạn ha. Bây giờ đang là 1 nè. 2. Mức 2. Mức 3. Mức 4. Ok các bạn. Nãy giờ tôi xem lại cái video đã quay nãy giờ thì mới phát hiện ra bị một cái lỗi là lâu lâu nó nổ tẹt tẹt, nó nổ một cái là do cái giới hạn âm thanh nó quá lớn đó. Là có thể là do hai cái lỗi, một là do cái dây túi đeo chéo của tôi nó cạo vào đây nó kêu. Đó, nó cạo vào giống này này. Rồi cái thứ hai là tôi đang để mức gain volume là lớn nhất là mức 6 á. Đó thì bây giờ mình bỏ cái túi ra và hiện tại đang vẫn là volume mức 6 nha. Đó, volume mức 6 thì các bạn còn nghe rọt rẹt không? Nếu mà không nghe thì giờ là do cái túi. Đó, bây giờ Tuấn Anh chỉnh về mức 5 đúng không? Ok, đã chuyển về mức 5 các bạn. Vâng, nếu như mức 6 vừa rồi mà các bạn còn nghe tiếng rọt rẹt á thì bây giờ mức 5 thì có thể nó hết. À, mình tham quá, mình chỉnh tiếng lớn á, đang là mức 5. Tiếng nó sẽ nhỏ hơn, chỉnh về mức 4 Tuấn Anh ơi. Ok, đã chuyển về level 4. Mức 4. Vâng, phía này có mấy em bé ồn quá. Thì ở mức 4 này là cái mức mà tôi nghĩ rằng là hợp lý nhất. Khi mà mình quay vlog, tiếng có thể nó vừa đủ nghe thôi, nhưng về nhà mình sẽ kích lên. Mức 3 Tuấn Anh ơi. Vâng, ở mức 3 thì tiếng có thể nó sẽ nhỏ hơn. Nó nhỏ hơn. Đó, thì mình đang test cái vấn đề nó bị nổ mic khi mà mình để level 6 đó. Đó, mức 3 có thể tiếng nó khá nhỏ khi mà các bạn nghe. Đó, còn mức 1 và mức 2 thì mình nên sử dụng ở trong nhà, trong phòng kín thôi. Nâng lên mức 4 Tuấn Anh ơi. Vâng, tôi đã chỉnh về mức 4 là mức mà ok nhất các bạn. Đó, mình đi ra ngoài xa một chút này. Đó, đây là mức 4 các bạn ha. Đó, tôi nghĩ rằng mức 4 là mức tiếng âm thanh ok nhất và sẽ không bị nổ ở cái dải tầng cao, nổ tạch tạch. Đó, nếu như mà ở mức 4 này mà không còn nổ nữa thì mình đã giải quyết, mình đã fix được cái lỗi do ban nãy mình sơ ý, mình tham, mình để tới mức 6 lại các bạn. Ok. Ok các bạn, khoảng cách bây giờ là hơn một sải tay các bạn. Đó, và tôi đi ra xa đây. Vâng, nếu như các bạn quay vlog mà không có sử dụng micro, đó, và ở cái môi trường ồ như thế này, đó, khoảng cách khoảng 2 mét như thế này thì tiếng nói á, rất là khó có thể sử dụng được. Đó, tôi đi ra hình tiếng thôi. Đó, và bây giờ có gió đang đây là cái môi trường mà nãy giờ mình test có micro. Và bây giờ ở trong trường không có micro, không có micro thì chất lượng nó sẽ nghe như thế này, tiếng nói của mình rất nhỏ đó, và âm thanh môi trường rất là lớn. Nó không quay cái đoạn này để các bạn kiểm chứng môi trường thực tế bên ngoài nha. Vâng, đang để mức trung bình là mức 4 đúng không ạ? Đó, thì cái lợi thế của micro là để làm gì? Micro mục đích chính của nó là để gia tăng cái khoảng cách của mình với máy. Nếu như các bạn mà không có cần đi ra xa, chỉ ở khoảng cách một sải tay như thế này thì có thể là không cần dùng mic. Nhưng mà có mic thì bạn sẽ được cái lợi thế là khi mình đi ra xa như thế này. Đó, mình đi ra xa
Đó, mình xoay người lung tung thế này thì tiếng nói của mình vẫn ổn định, vẫn đều, vẫn to đều bằng nhau, không có bị là lúc to lúc bé. Do cái mic, khoảng cách mic của mình là cố định. Đó. Còn nếu như các bạn không sử dụng micro á, thì khi đi ra xa tiếng nói nó sẽ nhỏ, và khi lại gần thì tiếng nói nó sẽ to. Đó. Vâng, mình nói tiếp về cái mục đích thứ hai của micro. Mục đích thứ nhất của cái micro là gia tăng được cái khoảng cách cho mình, cách xa máy quay và tiếng nói ổn định. Đó là mục đích thứ nhất. Mục đích thứ hai là tăng cường cái chất lượng video. Ví dụ như trên điện thoại của bạn, các bạn thấy rằng cái micro nó rất là bé, có thể chất lượng nó không được tốt, thì các bạn bỏ ra một số tiền 1 triệu, 2 triệu, 5 triệu, hoặc thậm chí là 10 triệu, mười mấy triệu, hoặc là vài chục triệu để làm gì? Để tăng cái chất lượng âm thanh của mình bằng một cái micro rời. Đó, đó là cái mục đích của mình sử dụng micro ha. Thay vì sử dụng micro chính của máy có thể chất lượng nó không tốt, thì mình mua những cái máy, những cái micro đắt tiền, thì mình sẽ được một cái âm thanh chuẩn và tốt hơn. Đó là mục đích thứ hai. Mục đích thứ ba là gì? Là xử lý ồn các bạn. Đó, ví dụ như mình đang đứng ngoài biển, ngoài sông, đó, ngoài đồi cát, gió rất là mạnh, thì với các bạn quay cái mic bình thường á, gió thổi phù phù ở điện thoại thì tiếng nó rè, nó xè, nó hư hết. Còn đây mình mic rời cho nên mình có thể gắn được cái bông lọc gió vào là lọc được tiếng gió. Còn trên điện thoại thì mình không thể nào gắn được. Đó, tiếp theo là cái khả năng chống ồn AI của những cái micro này. Đó, nó xử lý thông tin thông minh, nó sẽ lọc ồn môi trường bên ngoài. À, nói lọc ồn, mình bấm lọc ồn lên thử cái này. Vâng, tôi đã chuyển qua xanh lá cây và bật lọc ồn lên. Đó, thì khi các bạn sử dụng một cái micro thông minh thì nó có khả năng lọc ồn môi trường bên ngoài, nó xóa bỏ tiếng nhạc, tiếng ồn không cần thiết, nó sẽ giữ lại cái tiếng nói của mình. Đó, giữ lại tiếng nói của mình. Đương nhiên là mic càng đắt tiền thì nó xử lý chống ồn càng tốt và tiếng của mình nó sẽ trung thực hơn. Còn mic càng rẻ tiền thì khi mà mình lọc á, thì âm thanh nó sẽ méo mó, nó rạn vỡ, đó, nó bị lỗi á, là do chất lượng. Các bạn hình dung là giống như là cái iPhone mà có chức năng chụp chân dung á, xóa phông đằng sau á, mà không phải xóa bằng quang học mà là xóa bằng AI, bằng phần mềm. Thì ở những cái viền tóc này, lỗ tai này, hoặc là cái lỗ hổng này, cái lỗ hổng này thì nó thường bị lỗi, nó không xử lý nổi. Đó, thì xử lý âm thanh cũng vậy, nó lọc những tiếng ồn xe chạy và tiếng còi xe, tiếng động bên ngoài, tiếng máy cưa, máy khoan, tiếng mài đá, thì nó lọc, thì trong quá trình lọc nó sẽ bị lỗi, nó lọc không hết, hoặc là nó xâm phạm vào cái âm thanh tiếng nói của mình, nó làm cho tiếng của mình nó bị cong queo, bị méo mó đó bạn. Đó, ý là như vậy đấy. Đó, thì nếu thật cần thiết thì các bạn mới nên bật lọc ồn ra, còn nếu không thì mình không cần. Đó, cái mic Lucco này là hiện tại đang có bán tại shop HT Camera các bạn. Tôi mới mua chiều hôm qua và bây giờ đang háo hức test thử và review cho bạn xem chất lượng của nó. Đó, giao tiếp của cái micro này là chuẩn là Type-C. Type-C dành cho điện thoại Android các bạn. Đó, cho nên khi mà đặt mua qua mạng á, thì tôi lo lắng rằng là không biết cái cổng Type-C này nó có tương thích với cái điện thoại iPhone 15 Pro Max hay không. Tại vì iPhone 15 bây giờ là được trang bị cổng Type-C. Tuy nhiên là nó rất là lộn xộn. Đó, iPhone Pro và Pro Max thì là Type-C khác, mà iPhone 15 Plus và iPhone 15 thường thì lại là Type-C chuẩn khác. Cho nên mình sợ mình mua cái thiết bị của Android về mình dùng không được là tốn tiền. Vâng, 3.500.000 đồng. Đó, mua về rồi đổi là rất là phiền. Cho nên tôi đã đến trực tiếp shop HP Camera để cùng anh Minh, đó, chủ shop, test thử coi nó có tương thích với con 15 này không rồi mình mới mua. Vâng, vậy là thông qua cái video này, đó, các bạn nếu như
đang sử dụng những dòng iPhone 15 mới thì hoàn toàn yên tâm. Đó, khi mình đặt hàng từ xa ha, là chắc chắn rằng là sẽ sử dụng được. Nếu như các bạn còn dùng những dòng iPhone trước đó, 14, 13, 12 rồi về trước, thì cũng đừng quá lo lắng, tại vì hãng đã cho kèm theo một cái đầu đổi từ Type-C qua Lightning cho phù hợp với những cái dòng điện thoại cổng Lightning truyền thống. Đó, và tôi cũng đã test thử trên những cái con 14 đó và 7-8 Plus rồi, rất là ok. Chưa hết, còn thú vị nữa là nếu như các bạn sử dụng GoPro, đó, sử dụng GoPro thì các bạn biết GoPro nó không cho mình sử dụng cái cổng Type-C mà phải dùng adapter chuyển đổi hoặc là cái media mode để cho ra cái cổng 3.5mm, cái cổng audio á, thì mình mới cắm mic được. Thì trong hộp hãng cũng có tặng kèm một cái cổng đó từ Type-C chuyển qua 3.5 audio để sử dụng cho GoPro và các dòng máy ảnh chuyên nghiệp hoặc là máy ảnh gia đình, những cái máy ảnh MicroLab, những máy ảnh micro nhỏ, gương lật vân vân là đều sử dụng được các bạn ha. Đó, như vậy là mình mua một cái mic này mình sử dụng được tới 3 dòng thiết bị iOS truyền thống, Type-C cho Android và iPhone 15 và máy ảnh GoPro vân vân. Quá là tiện luôn. Cho nên các bạn đừng lo lắng khi mà mình phải mua một cái máy này chỉ dùng được cho iPhone 15. Và đây là tôi đang review cái iPhone 15 mới nhất, tại vì tôi lo lắng cả tuần nay tất cả những cái mic mà tôi sử dụng đều là cổng Lightning. Đó. Bây giờ mình có cái điện thoại mới, mình không dùng được mic, rất là ức chế, rất là bực. Đó, và hôm nay tôi đã tìm mua được cái mic này, sử dụng rất là ok. Đó, và những cái phụ kiện kèm theo, bây giờ đi đâu mình chỉ cần mang một bộ này là sử dụng cho cả điện thoại iPhone đời mới, đời cũ, Android và cả GoPro các bạn. Quá tuyệt vời các bạn ơi. Oh yeah. Vâng, ngồi nãy giờ mà tê hết cả chân luôn. Quá ổn. Tôi test trong một cái không gian thực tế ở ngoài đường các bạn ha, xe chạy. Đó. Các bạn thấy chất lượng âm thanh của cái mic này như thế nào? Nếu mà cảm thấy nó phù hợp với cái túi tiền 3,5 triệu của mình và cái chất lượng âm thanh đủ để cho mình làm vlog. Nãy giờ là mình có lọc ồn. Mình tắt lọc ồn một cái này. Vâng, tôi đã tắt lọc ồn để cái âm thanh nó mộc và nó tốt nhất các bạn. Đó, nếu các bạn cảm thấy giá tiền nè và chức năng của con này và chất lượng âm thanh nãy giờ các bạn nghe thực tế ngoài trời mà nó phù hợp với lại cái nhu cầu sử dụng của mình, đó, thì các bạn bấm vào link trong phần mô tả của video, có một cái link dẫn đến shop HT Camera và đặt hàng cho mình một con các bạn ha. Vâng, bây giờ tôi sẽ quay chi tiết cận cảnh cái mic này cho các bạn xem là nó gồm những phụ kiện gì. Ok, mời các bạn xem tiếp video. Nếu chất lượng âm thanh của video này các bạn cảm thấy chưa hài lòng thì đừng vội chê cái mic này. Tại vì sao? Một cái micro để mà muốn có một cái chất lượng âm thanh hoàn hảo nhất thì mình phải thực hiện những điều như sau. Một là không nên bật lọc ồn. Hai là không nên quay trong môi trường có gió như thế này. Và ba là không nên quay ở môi trường ồn ào ngoài đường các bạn. Các bạn thử vào trong nhà, đóng kín cửa lại, đó, trong một cái âm thanh sạch sẽ, không có tiếng ồn, các bạn thu vào trong nhà đó, đó, im ắng, thì đó mới chính là cái chất lượng hoàn hảo nhất của cái mic ha. Đó, còn quay ngoài đường là dã chiến thôi, là dã chiến thôi, chứ không phải là chất lượng tối ưu. Đó, các bạn thử quay trong nhà thật im ắng ban đêm thử xem, đó mới là chất lượng thật của cái micro. Vâng, cái cam trước của con iPhone 15 ổn quá các bạn. Nè. Quay cái background đằng sau sáng đẹp các bạn ha. Đó. Vâng.
Lợi thế của micro là khi mình đi ra xa này, đó, chất lượng âm thanh không đổi ha, chất lượng âm thanh đồng đều và không ổn, không đổi, quá đã các bạn ơi, sướng ghê luôn á. Mình có cái điện thoại mới mà có được cái mic tương thích, làm cho mình có hứng hơn khi mà mình đi chơi, mình quay vlog các bạn. Ok, mời các bạn xem cận cảnh cái hộp đó. Lúc cô giá 3,5 triệu. Và đây là những cái gì có ở trong hộp đây. Bên trong này mình sẽ có cái nóc như thế này. Đó, cái nóc này là để chứa hai cái micro TX và một cái recaver ở trong này. Và có pin ở trong đây để nó sạc lên cho cái mic này. Đó. Đó, đây là cái mic thứ hai ha. Đó, mic thứ hai. Còn mic thứ nhất thì tôi đang kẹp ở đây. Đó, mic thứ nhất là đang kẹp ở đây. Mình sẽ có hai cái TX, hai micro dành cho hai người. Đó, dành cho hai người các bạn ha. Có cái kẹp để kẹp vé áo này. Kẹp vé áo. Đó. Và bông lọc gió. Rất là hữu dụng. Nãy giờ là tôi quay bằng cái camera trước. Mình có cái máy mới mà mình quay bằng cam trước nó chưa có, cho nên bây giờ mình test thử một đoạn quay bằng cam sau của con 15 Pro Max như thế nào và sử dụng micro này để thu âm. Vâng, khoảng cách khoảng độ 6 mét. Bây giờ mình giả sử như là đang làm cái buổi review xe các bạn ha. Đó, mình đi ra xa. Đó, đứng ở khoảng cách xa 6 mét như thế này thì quá là ok. Vâng, đây là chiếc xe Honda CB650R. Đó, được trang bị đèn Kenzo trợ sáng này. Đó, thì review mình sẽ đi ở khoảng cách xa như thế này là vừa và thấy toàn bộ quang cảnh. Và đây là chiếc Kawasaki Z400 của tôi các bạn. Đó, mình review thế này. Thì với một cái bộ iPhone 15 cổng Type-C gắn micro như thế này thì quá tuyệt vời đúng không ạ? Quá tuyệt vời luôn. Đó. Đó, mình ngồi đây, mình review, mình kể chuyện. Đó, thì với khoảng cách xa như thế này các bạn lắp chân máy hoặc nhờ ai đó thì chất lượng rất là tốt. Ok, mình bật thử chế độ lọc ồn. Vâng, tôi đã bật chế độ lọc ồn đúng không ạ? Đó, đã bật chế độ lọc ồn. Đó, review xe. Đó, quá đẹp ha. Đó. Một cái khoảng cách coi như là cực kỳ phê. Đó, một cái view rất là đẹp. Vâng, các bạn thấy cái combo 15 Pro Max quay camera sau, màu sắc và âm thanh khi kết hợp với cái bộ micro 3,5 triệu đồng này ok không? Đó. Nếu chất lượng và combo này đẹp, hợp lý với túi tiền của các bạn, đó, thì các bạn hãy bấm vào phần link mô tả của video. Bên trong có một cái link dẫn tới shop HT Camera. Đó, có bán cái mic này cổng Type-C các bạn, tương thích với iPhone 15 các bạn ha, mới ra mắt. Ok, bye bye. Chào tạm biệt các bạn. Chúc các bạn sớm sở hữu được bộ micro cổng Type-C cho iPhone 15 này, để những chuyến đi chơi, du lịch, picnic của các bạn ngoài trời, dã ngoại sẽ có một thước phim mượt mà và âm thanh hoàn hảo. Bye bye. Chào tạm biệt các bạn. Ở bên ngoài có 4 cái chấm để báo pin đang là đầy 100% quá. Đó, bên dưới là cổng sạc Type-C nha. Đó, mình mở nắp lên này. Đó, đóng mắt lại là đèn sẽ sáng. Đó, đây. Combo. Đó. Nút cô. Nút binh kết nối và tắt mở. Kẹp. Tắt tiếng rồi bật chống ồn. Đây là micro ở trên đây. Đó, hai cái giống nhau. Đó, và đây là cái RX này các bạn.
nó báo TX1 và TX2 đã sáng đèn kết nối với nhau. Dưới đây là cổng sạc, cổng Type-C này, nút binh và kết nối, nút binh và tắt mở nguồn, nút chỉnh âm lượng lớn nhỏ và quay stereo. Các bạn bấm hai cái thì sẽ quay stereo, hai nút cùng lúc. Đó, mình bỏ vào đây là nó tự động sạc. Vâng, đây là sách hướng dẫn nhanh cách sử dụng. Đó, một cọng cáp Type-C để sạc cho tóc. Hai cái bông lọc gió Đó, hai bông lọc gió rất đẹp. Đây là điểm thú vị. Một cái đầu đổi từ Type-C qua Lightning. Đó. Hoặc là để cắm tai nghe. Đó, dành cho những điện thoại iPhone 14, 13, 12, 11 và những dòng máy trở về trước. Và một cái đầu đổi từ Type-C đó qua cổng jack 3.5 để sử dụng cho GoPro, máy ảnh các loại. Đó, đây là những cái phụ kiện đi kèm theo. Ok, nếu như các bạn sử dụng những dòng iPhone từ 14 trở về trước đó, thì mình dùng cái adapter nối này chuyển từ Lightning qua Type-C nữa. Đó, nó sẽ là như thế này. Đó, nó hơi dài ra một chút. Đây, nó sẽ như thế này. Còn nếu các bạn sử dụng GoPro hay máy ảnh cần jack 3.5 đó, thì mình cắm ở đây, mình cắm vào cái RX như thế này. Đó. Cái đầu này mình cắm vào GoPro và máy ảnh các bạn ha. Ok các bạn, đây là con GoPro 12 Black. Đó, và tôi đã kết nối với cái micro đây. Và bây giờ sẽ quay test một đoạn cho các bạn xem. Vâng, đây là con GoPro 12 Black. Cũng vừa mới ra mắt trong vài tuần qua. Và tôi có lắp cái Media Mode vào. GoPro bắt buộc phải có Media Mode thì mới có cái lỗ 3.5 để mình cắm micro các bạn ha. Cái đó là cái độc quyền của GoPro. Nếu các bạn không sử dụng Media Mode thì phải mua một cái adapter. Những hình ảnh các bạn đang xem là của con GoPro 12 Black các bạn. Vâng, tôi đang để cách xa khoảng độ 1,5 m. Và âm thanh các bạn đang nghe là tôi sử dụng cái micro không dây của hãng Luco này. Đó, và hiện tại đang ngồi trong quán cà phê các bạn. Đó, mình thử mic ha. Vuốt. Gõ, thổi. Đó, ở đây có một cái quạt thổi rất là mạnh. Đó, cho nên là mình sẽ dùng cái bông lọc chặn gió. Và âm thanh bây giờ tôi sẽ đeo vào đây. Âm thanh là tôi đang để màu xanh biển, tức là âm thanh mộc, không có chống ồn. Không có chống ồn ha. Đó, để cho cái mình nghe được một chút âm thanh môi trường. Và cái tiếng nói của mình là tiếng mộc, không có bị méo mó. Và cái volume, cái gain của cái mic này tôi đang để là mức 4. Mức 4 là mức trung bình. Con này nó có tới 6 level, 6 mức lận. Thì ở cái mức 6 á, thì nó bị nổ, nó bị tẹt khi mà mình nói lớn. Đó, cho nên mình nên để mức 4 các bạn. Đó, đang sử dụng cái mic có cái đầu adapter là cổng 3.5 á, dùng Media Mode. Đó, ở đây. Đó. Trong quán hiện tại là đang có tiếng nhạc du dương cũng khá là nhỏ thôi. Đó, bây giờ mình sẽ bật chống ồn lên thử các bạn ha. Ok, tôi đã bật màu xanh lá cây lên. Đây là chế độ lọc ồn. Đó, chế độ lọc ồn thì ở chế độ này thì âm thanh môi trường nó sẽ triệt tiêu hết. Tôi im lặng một chút. Đó, các bạn thấy nó sẽ lọc âm thanh nó sạch. Vậy là khi mà mình mua
cái bộ micro này thì mình sẽ sử dụng được cho 3 thiết bị. Một là iOS, cổng Lightning. Hai là các thiết bị Android dùng cổng Type-C, và đặc biệt là iPhone 15 có cổng Type-C. Và các thiết bị máy ảnh hoặc là GoPro có giao tiếp audio 3.5 thì đều dùng được. Ok, các bạn thấy khi mà mình đi chơi, mình làm vlog thì dừng nghỉ chân ở những quán cà phê dọc đường như thế này thì chất lượng âm thanh đó, có đủ để thỏa mãn người xem hay không? Vâng, tôi đi thử vòng ra ngoài này coi. Vâng, mình đi ra ngoài xa các bạn. Đó. Đó, thì ngoài này là đường xe, có đường xe và xe đang chạy ở ngoài này. Đó, khá là ồn. Trời thì đang tắt nắng rồi các bạn. Đó, mình đi ra ngoài xa. Con GoPro này góc nó khá là rộng các bạn ha. Đó, cho nên là mình yên tâm về góc nhìn hình ảnh và âm thanh. Vâng, đây. Lucco các bạn. Lucco.